Bữa nay Sơn Hồng ăn dữ vậy Sơn Hồng? Dạ. Vừa hấu rồi xài bôm lê rồi quá chừng luôn. Nhớ nội không Sơn Hồng? Dạ nhớ. Sơn Hà bữa nay cũng không có nội, giờ ra sân ngồi chơi nè, không gió ha không? Bữa nay mà xuyến ra ngoài đây ngồi chơi giữ Sơn Hùng, Sơn Hà. À, giữ Sơn Hà chứ, anh Sơn Hùng lớn rồi đúng không? À, với lại chỉ cần giữ mình đi qua thôi. Vậy hả? Mình nướng khô ăn ha. Rồi gọi hỏi thăm má Năm với chị Sơn Ca. À, Hoàng Sơn chào cả nhà ha. Bữa nay nhà hơi vắng vẻ, ra đây ngồi chơi cho vui ha. À, giờ này chắc 8 giờ tối, chắc là mẹ chưa có đi ngủ. Để gọi hỏi điện hỏi thăm. Để ba gọi cho Sơn Hùng nói chuyện với nội nha. Sơn Hà không biết còn nhớ nội không nữa. Máu chắc quên nội luôn quá. Để gọi thử coi mà nội có nhà không. Có bắt màn hồi được không? Ba đang gọi. Có dàn dao đó. Đeo. Đeo anh hai hả con? Ơi, nội lên rồi nè. À, dạ mẹ. Khỏe không mẹ? À, ở nhà đang quay phim chơi. À, Sơn Hồng đây nè mẹ. À, Sơn Hà ngồi trên lưng Sơn Hồng nè. Ngồi đây, ngồi đây. Ngồi kia mà nói kìa con. Rồi, má Năm chào cả nhà mình ha. Con đang quay phim nè. Nay khỏe không mẹ? Cả nhà mình nghe. Khỏe. Chị Sơn Ca khỏe không? Khỏe, chị cả nhà mình khỏe. Ơi chị, khỏe không? Đang khỏe từ Sơn. À, rồi ở mấy bữa nay ở được mấy ngày rồi ha. Rồi nghe nói khỏi mang đồ ăn lên hả mẹ? Đồ ăn ở đây có rồi. Nay ngày chị ở đây. À, nghe mẹ khen ở trên bệnh viện đồ ăn rất là nhiều. Đồ ăn nhiều lắm hả chị? Chị Sơn Ca khỏe hả chị Sơn Ca? Đồ ăn nhiều lắm Sơn. Nhà nước lo hết rồi phải không? Nè Sơn Hà nè má Hai. Má Hai kìa, má Hai kìa. Má Hai nè. Má Hai đi. Má Hai ơi. À, Mạnh Thường Quân cho mẹ. Dạ. Dạ. Sơn Hà ngoài nhà ngoan không Sơn? Dạ ngoan chị. Sơn Hồng nè. Chị cho má Hai. Mạnh Thường Quân cho cá ăn bánh mì. Dạ. Chị ăn cơm. Để chị ăn cơm. Để nước uống. Để sữa. Vậy, vậy là đầy đủ hết ráo rồi phải không? Đồ ăn, nước uống, sữa. Bởi vì chị Sơn Hà còn yếu sức thành ra chị phải có cái dạ. À, vậy là trên đó khỏi mang đồ ăn lên, ở trên đó có sẵn đồ đạc là mình ở đó mình giặt chủ luôn, khỏi mang về hả mẹ? Do giặt chủ quên mà đang can. Dạ. Trong đây không có được mang gì nha. À, dạ. Dạ. Vô được không cho ra. À, vô thì được mà không cho ra hả? Dạ, đa đem vô thì được. Trời ơi nó quậy nè bà nội ơi. Coi nó quậy nè. Bà nội. Tín hiệu hơi yếu ha. Má Hai nhớ Sơn Hà nè. Nội nè. Nó quậy rồi nội ơi. Nó quậy quá rồi. Bữa nay ở nhà không có việc gì làm, ra nướng khô ăn nè. Mà vừa có than. Dạ, đang chờ anh Yên. Đang chờ anh Yên mà anh Yên còn đang sửa điện thoại. Bữa nay Vũ không ra chơi được chưa? Dạ không chị. Bữa nay Xuyến ở nhà vất vả với Sơn Hùng, Sơn Hà nè. Mà Sơn Hùng cũng ngoan phụ mẹ coi chừng em nữa. Sơn Hùng nhà ngoan. Mà nội hỏi nè. Má Hai kêu nè. Rồi chị là khỏe rồi phải không? Còn trên đó chế độ ăn uống là dư giả phải không? Mình bao lâu mẹ? Ở lại bao lâu? 21 ngày thôi. Dữ vậy hả?
À. Chị với mẹ nó nghỉ Chúc khỏe mắt nha, nha. Quay. Sức dạ ở Sài Gòn á, thì có quận Gò Vấp là bị cách ly, còn các quận khác á, thì chỉ có con làm bên thiết bị y tế hoặc là một số nơi bán thực phẩm á, thì được bán, còn những cái cửa hàng ăn uống thì đóng cửa hết rồi bạn, vắng que à, không có kẹt xe. Dạ ở trển buồn không? Nhưng mà mình ở nhà mình thấy thoải mái hơn. À ở đó đông vui ha, à, nghe nói bác sĩ y tá là khoảng trăm mấy chục người, với những người vừa thăm bệnh với nuôi bệnh trong đó bị dướng lại là trăm mấy nữa. Ba trăm mấy, tất cả ba trăm mấy. Con nói lên báo Việt Nam Arrest tuổi trẻ đó là bệnh viện Cần Đức là 340 người mà được lên báo nổi tiếng, mà nhà Nam Việt được 2 người. Nhà Nam Việt được 2 người trên đó. Hai người nhá. Làm như lãnh quà. Dạ Trân ơi, dạ tôi đã nghe hết rồi. đây hả, bác sĩ lo lắng cho mình là mình xét nghiệm. Chăm sóc sức khỏe thường xuyên luôn ha. Hôm bữa có Dạ xét nghiệm hết luôn, tên à, có mặt ở trong bệnh viện hay xét nghiệm hết. dạ vậy là hiện tại là tức là không có bị âm âm tính, là không có bị bệnh đúng không? Dạ dạ tức là những người F1 á là âm tính, còn những người ở trong bệnh viện là thuộc diện cách ly thôi chứ không có phải là F1. dạ dạ giống như khu vực Gò Vấp vậy đó, là đâu phải ai cũng bệnh nhưng mà cách ly hết nguyên cả cái quận Gò Vấp luôn. Dạ dạ Hey, bà nội nói chuyện với Sơn Hùng nè. Sơn Hà ơi, đưa xe lại cho em đi Sơn Hùng. À, em nhảy lưng tưng rồi, giờ lấy xe lại cho nó nè. Bữa nay xuyến đóng cửa không có buôn bán tại vì cực quá đó bà nội, rồi đóng cửa luôn, khỏi tiếp khách luôn. Dạ dạ còn ở Sài Gòn thì cửa hàng con nay con chia ra làm 2-3 chỗ để nếu mà lỡ có chỗ nào mà bị có liên đới đó thì mình qua chỗ khác mình làm việc tiếp. Ở đâu hả? Dạ ở qua Tân Bình, Bình Tân với quận 3 mẹ. Vậy hả? Dạ giờ phòng ngừa vậy mà. Dạ phòng ngừa kho ở nhiều nơi. Sơn đi làm mang khẩu trang rồi thì kỹ cho Sơn. Có chị rất là kỹ chị. Dạ Sơn Hà mẹ mẹ qua nướng khô đi để hết than à, có ai ăn khô mực nướng với tôm tích nướng không, gửi lên cho nè. Thôi bây giờ là cũng giờ đó chở rồi. Tại mẹ thấy á, mẹ thấy mẹ đi tầm ba mươi phân. Dạ mẹ thấy á, chồng mẹ muốn có khó. Mạng yếu quá nghe không rõ. À thấy hai vợ chồng đi chợ mua cua ăn hả? Mua cua cho Sơn Hà. Mẹ nói hai vợ chồng ở nhà mua cua ăn sung sướng. Nè bây giờ ăn khô mực nè, đã không? Vườn rau của mẹ đây nó ra trái đậu bắp lên. À, đậu bắp ra nhiều trái lắm chị. Nắng quá trời luôn chị. Rồi Sơn Hùng với chị em chạy lên cây đó không? rồi ăn không hết á, về Út hái đem cho phụ. Gì? Cái nhiều quá. Sao không? Dạ. Tới chừng em đi con. Sao mẹ? Dạ cải non. Cải non nhỏ hết rồi mẹ. Nhỏ hết rồi mẹ, nhỏ hết một vòng rồi. Cái dòng cải xanh còn. Cải xanh chưa được ăn mẹ. Dạ cải xanh nó còn non chưa ăn mẹ, nhỏ xíu. Tưới nó nha. Dạ, tưới hả? Không có ai tưới hết rau á. Có tưới không mà con bận giữ sân hồ hà rồi. Trời ơi không ai chơi với Sơn Hà, giờ Sơn Hà quậy rồi nội ơi. Nè con chơi với em đi chơi không? Ừ được. Thanh niên mắc sửa máy rồi à, ở nhà vậy đó bà nội, đừng đừng la ung con. Đó, nó nắm đầu anh hai đó hả? Sơn Hà
Dạ. Nội nói chuyện con nè. Dạ. Đúng không? Bây giờ nhắc cho con. Dạ. Con nghe. Dạ. Con cho Nga nè, gặp anh nội không nè. Thôi à, kiếm chuyện à. Má hai nè. Má hai nè sao hả? Nên nói chuyện với anh hai đó nè. Má hai kêu nè, nè. Nhà vỗ luôn nguyên dòng cải chia 4 năm nhà hết rồi mẹ ơi. Dòng cải cũ á, nhổ hết rồi, chia rồi. Thơm quá ha. Gì, không mực chị. Mực mà chị ăn không mực. Ăn không mực. Không mực. Em lấy cái tôm tích nè em. À, cái này mình nướng từ từ chứ để nó khét. Nó có đường á. Tôm tích miếng nè. Dạ, mình để trên bánh tráng á, phơi nè. Bánh tráng dĩ luôn. Cái than này không có dơ đâu, than củi mà. Chút ra phủi phủi rồi xong. Dạ mẹ. À, dạ sẵn có bếp than nướng luôn cho lẹ. Mẹ ơi coi ha, nó chơi với anh đó kìa, nó chơi xốp đầu anh đó nè. Thay cho tôi đi. Thay cho tôi đi hả? À. Ê coi nó nè. Thế Hà ơi. Anh hai chịu không nổi với nó luôn. Mực nè. Ừ. Sơ Hùng, hôm qua hỏi bà Yên xong chưa qua ăn khô mực nè Sơ Hùng. Hoặc là xách qua cho bay á. Trời ơi, tội nghiệp anh Yên. Ở nhà á mẹ vừa sửa điện thoại, vừa ẩm sân hà. Rồi mẹ xiến lu bu mà, nấu cơm, nước rồi đâu có xà làm sể đâu. Nên Sơ Hùng nhà ngoan cũng đỡ, dạ. Cho mẹ chuyển lại với bên căn nhỏ. Dạ. Dạ. Kéo em ra xem không? Ừ. Dạ, à, bà con khán giả có hỏi thăm ở năm với chị Sơn Ca ha. À, chị Sơn Ca thì hồi trước là mua chè ủng hộ á, chè ế. Rồi bị rối loạn tiêu hóa. Lên bệnh viện được 2 ngày chưa kịp xuất viện á, vừa khỏe thì lại có bệnh nhân Covid lúc đó chưa hay đó, ghé thăm bệnh ở bệnh viện. Rồi cuối cùng cả bệnh viện bị cách ly. Mà cũng may là bệnh viện Cần Đước hiện tại thì an toàn ha. Tất cả đều âm tính hết. Nhưng mà phải ở lại bệnh viện 21 ngày. Nên là giờ cách ly cả má Năm với chị Sơn Ca trên đó luôn. Chỉ có mang đồ vô thôi, giống như quần áo mang lên thôi, chứ không có mang về. Dạ, bà con khán giả cũng nói mẹ giữ gìn sức khỏe, có nước chanh, nước cam gì đó thì nói công an lên. Bữa nay lập xưởng hết rồi, định làm lập xưởng mà Xuyến không xể, con nói thôi để cuối tuần chủ nhật á con làm phụ. Bữa nào trời nắng. Dạ chủ nhật á rồi con với Xuyến làm phụ, giờ còn có mấy chục ký để bán đỡ cầm hơi. Dạ nhà cũng nhiều việc lắm mẹ. Rồi rồi ngày mai là vô mắm ruốc, nói gì Út 15 ra phụ. Dạ. Ôi nhà đó được đi. Dạ. Dạ chị với mẹ là bữa nay là nghỉ phép dài hạn rồi. Nghỉ phép dài hạn ha. Giờ ở trên đó là sung sướng, khỏi phải nấu cơm cho ai phải không? Ê anh Yên qua kìa. Vậy Yên qua kìa Sơn Hồng, Sơn Hạt. Dạ dạ dạ. Mẹ nói gì? Dạ. Tưới hả? Mẹ dặn tưới rau. Dạ dạ. Rồi. Không mệt đi. Đây. Đó, à, nè. Ngất bà nội đi, mẹ đi rồi ba cúp máy cho bà nội nghỉ ngơi nè. Đó, ba nội nghe, bà nội với ba chỉnh khỏe nghe. Mau khỏe về với Sơn Hà nha. Dạ, dạ chị. Rồi, có dặn dò gì không mẹ ơi? Dặn dò Xuyến, Sơn Hùng, Sơn Hà nha không? Dạ. Con bye bye bà nội. Con nghe má hai. Ừ. Ừ. Sơn Hùng Sơn Hà dùm. Dạ. Rồi. Hai đứa trước nè. Bằng thầm. Nhan đi nóc dầu lên đèn được không? Nhan đèn. Mẹ nội dặn nhan đèn. Hết rồi. Xuyến có làm đầy đủ. Dạ.
Rồi rồi giữ sức khỏe đi rồi 20 ngày nữa là về. Nghỉ dưỡng, nghỉ dưỡng. Coi như bữa nay đi nghỉ dưỡng. Má năm nay sướng ha. Ăn thì có người mang đến rồi không phải nấu cơm nước cho ai hết. Chị em ca cũng được nghỉ ngơi sớm 20 ngày. Dạ. Dạ rồi, thôi giữ sức khỏe đi, giờ thân ai nấy lo nghe. Bây giờ con cũng lo cũng kỹ một chút tại nhà. Còn có Xuyến, Sơn Hùng, Sơn Hà nè. Rồi. Anh Yên thì lo cho mấy đứa anh đây. Hai đứa nhỏ. Rồi, cảm ơn nha. Dạ rồi, bye bye mẹ. Rồi, cái gì mai con gọi về, gọi lại. Rồi, ăn khô đi. Rồi, ăn khô nè. Ngon không sao không? Anh Yên ăn khô tôm tích nè anh Yên. Tôm tích ngon lắm nè. Cái tôm tích này á là nó có đường ngọt ngọt nên cả nhà mình phải làm từ từ nha. Chứ nếu mà như mình làm nóng quá nó sẽ nhanh khét. Làm từ từ giá chín. À, cả nhà thấy con tôm tích không? Tôm tích nó ngọt đó. Tôm này rất là ngon nhưng mà do em chưa có hàng để bán nha. Chưa tới mùa, chắc chầm khoảng 2-3 tuần nữa. Này cũng hao lắm, tới tôm tích lấy nó sạch rồi đúng không? Dạ. Ngon, lấy thịt ra hết nè. Nhà nó là vắng vẻ quá ha. Đi có hai người nó vắng hả? Ừ, hai người. Đấy, người. Thôi, sao không ăn được đâu, không ăn được đâu. Đấy, người còn đi nữa hả? Rồi mấy bữa nay anh Yên nấu ăn hả? Nấu ăn luôn. Thì ba Thương với An có biết nấu không? Không, không biết. Bắt xuống phụ hoặc là coi cửa hàng. Ở nhà mẹ nấu ăn không, mấy đứa nhỏ không biết. Nó mì rồi đó, chứ trứng đâu được. À, hôm nay nhà hơi vắng vẻ, chia sẻ cái nhà mình vài ảnh cho vui với hỏi thăm má năm với chị Sơn Ca. Để có nhiều bà con muốn thăm má năm chị Sơn Ca ha. Sơn cảm ơn bà con mình rất là nhiều. Mùa Covid thì cả nhà mình nhớ cẩn thận nha. Như ở thị trấn Ngần Đức nãy em nói đó, ở bệnh viện thì có người tới thăm. Thì hiện tại mà bác sĩ với những người mà gặp cô gái trong vòng 3 tiếng đó là F1 là đều âm tính hết, không có bị. Và những người ở bệnh viện thì thuộc khu vực cách ly rồi, cũng đều âm tính ha. Nên là cũng rất là mừng, nhưng mà vẫn phải ở lại theo dõi 21 ngày. Còn như ở Sài Gòn thì hiện tại cũng rất là căng thẳng. Như khu vực Gò Vấp bị chặn hết các ngã đường, nên là mình có những cái gì cần thiết mới vô được thôi. Còn những nơi khác thì tiệm cũng quán xá đóng cũng hơi vắng vẻ, hơi buồn. Chỉ có một số cái như thực phẩm như bên Hoàng Sơn bán nè, với em mà bên thiết bị y tế thì em vẫn phải đi làm do cái tình nghề này nó thiết yếu á. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều ha. Tạm biệt, hẹn gặp lại video tiếp theo ngày mai nha. Năm Việt là kênh Năm Việt sớm nữa. Năm Việt còn có ai? Dạ cũng ba. Còn Năm Việt sớm? Năm Việt sớm là của con với em. Giỏi. Rồi, cảm ơn Sơn Hồng nha. Bye bye Sơn Hà luôn nha. Sơn Hà nãy giờ không có bay gần ẩm. Giờ có bay gần ẩm sướng không? Chào, bye bye cô chú nè. Bye bye chú đi. Ừ, ăn không? Ăn không? Ăn không? Rồi, tạm biệt cả nhà mình nha. Gặp lại. Đã quá.